Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay bên em lại lên cho anh em một cái mẫu động cơ thuyền nhé. Con này là sử dụng điện 48V, nó là động cơ 5HP nhé. Công suất của nó là 1200 đây, điện 48V đây nhé. Và bên em đã lắp đặt hoàn thiện con này và giờ em sẽ chạy thử cho anh em cùng được xem nhé. Và đây là mặt đằng trước của cái động cơ thuyền này. Đây là nút nguồn này, nút nguồn nhé. Còn bên trên này là cái đồng hồ hiển thị cái dung lượng pin nhé. Còn đây là tay ga nó này. Còn cái đây nó sẽ có một công tắc là đảo chiều tiến và lùi. Chữ F này là tiến này, chữ R là lùi nhé. Còn cái đây là cái nút mà rảnh tay. Khi mình bật cái chế độ tiến này lên ấy, thì mình giữ đây thì mình sẽ không phải giữ tay ga nữa. Con này rất là sử dụng rất là ok. Và bây giờ em sẽ chạy thử cho em cùng xem nhé. Đấy, mình cứ vặn ga này tự chạy thôi. Đấy, mình giữ nút xanh này, giữ nút xanh này bỏ tay thì nó vẫn cứ chạy. Đấy. Con này là cái nút đấy, nó giống cái nút blue control của trên xe ô tô đấy. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến cái mẫu động cơ thuyền chạy điện 48V này nhá, 5HP này, thì cứ liên hệ cho bên em qua cái số bên em ghi ở trên màn hình ấy, để được tư vấn về tất cả các mẫu động cơ thuyền này nhé. Hoặc là vào trực tiếp cái website nguonmay.com để được tham khảo. Các bác mà thấy video nó bổ ích thì cho em xin một follow nhé, để được xem được nhiều cái video mới ở bên em ra. Chào các bác đã theo video. Cảm ơn các bác.